Hello, xin chào mọi người đã đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tô vào một bức tranh con mèo bên chiếc bánh taco nha. Đây là bánh taco takoyaki. Đây là bánh taco của Pháp cùng với con mèo này. Mình sẽ cùng tô màu cho bức tranh này luôn nhé. Bánh taco này thì mình sẽ tô cho nó màu cam cam vàng vàng. Bánh taco này có rất nhiều rau, không thấy thịt đâu hết. Mình sẽ cùng tô màu với mọi người luôn nha. Đây là cà chua nên mình sẽ vẽ cà chua. Tiếp đến mình sẽ tô màu cho miếng cà chua thứ ba. Và đến miếng cà chua thứ tư. Và mình sẽ lấy màu vàng để tô vào mấy cái phần đùm của bánh taco này. Tiếp đến chưa bao giờ mệt như này. Sau khi tô xong mấy cái đốm thì mình sẽ lấy mica để tô hết cho phần bánh taco nha. Mình sẽ lấy màu xanh để tô phần rau. Taco thì phải có rau. Và mình sẽ lấy màu xanh đậm để tô vào cái lá bên ngoài. Mệt quá thì làm chiều. Tiếp đến thì mình sẽ tô màu cho con đỏ cho con hình trái tim. Và mình sẽ lấy màu nâu để tô cho cái mũ cao bồi này nha. Thì thứ năm làm gì có lịch học đâu. Học mỗi thứ hai, hai tư, hai ba, tư sáu, hai tư học thế là đủ rồi. Học gì Tao học học cả lắm, tuần. học cũng có hiểu gì đâu mà. Tao phải học cả tuần. Kệ anh. Sao mày không? Tại vì bây giờ em học có mỗi hai môn thôi. Học thêm hai môn. Ừ, thì lần nào chẳng học hai môn, xong thi xong hết hai môn đấy lại học môn khác. Một kỳ sáu môn. Thế, mỗi môn hai tháng học. Thế là hết mẹ nửa năm rồi nhỉ.
Thế là đủ rồi. Không. Mấy trường anh chắc đã chuyển xuống học sáng. Thì càng tốt. Tốt chó đi mùa đông học sáng người bỏ vậy. Thì năm ngoái anh vẫn đi học thôi. Bây giờ không muốn đi nữa. Và mình sẽ vẽ tô màu gì đó cho con mèo này. Mình sẽ tô màu vòng cổ màu hồng tím. Lấy màu xanh để tô màu cho giọt nước ở đây. Đùa đấy. Mình sẽ lấy màu đen, đỏ và hồng để tô những tiểu tiết bé bé cho chú mèo. Đầu tiên là má, mình cũng sẽ tô màu hồng. Tiếp đến là lưỡi, mình tô màu đỏ. Tai thì cũng tô màu hồng luôn. Hết sức. Tiếp đến là màu da. Không biết Tuấn Anh có rửa cốc nước cho anh không nhỉ? Em khát nước vậy. Nước lạnh ấy. Đó, mình đã tô được tầm này rồi. Giờ mình sẽ tô tiếp và hoàn thành bức tranh này cùng mọi người nha. Và tiếp đến mình sẽ lấy lại màu đỏ để tô lại cho cái phần miếng cà chua này. Phần cà chua này mình sẽ tô đậm hơn một xíu nhé. Và mình sẽ tô lại các cái hình trái tim cũng là màu đỏ nha. Như có sức sống lại luôn. Mình đang tô màu đỏ cho tất cả các hình trái tim ở đây.